Đây là các thanh niên liên quan đến vụ việc nghi ngang cầm dao phóng lợn đi diễu phố, bất chấp hiệu lệnh của chốt kiểm soát phòng chống dịch, vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Trong số 15 thanh niên bị khởi tố, thì có 12 đối tượng trú tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm, 3 thanh niên khác trú tại Thái Nguyên, Phú Thọ và quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, khoảng 21 giờ tối 8/8 bất chấp lệnh giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nhóm đối tượng trên đã cầm dao phóng lợn có hàn tuyết sắt dài khoảng 2,2 mét đi xe máy ngông nghênh diễu qua các tuyến đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thậm chí còn có hành vi khiêu khích các chốt phòng chống dịch COVID-19. Khi đến chốt phòng chống dịch trên địa bàn phường Liên Mạc, nhóm đối tượng trên đã bất chấp hiệu lệnh dừng xe, tăng ga phóng chạy về hướng chốt chặn gần công an phường Liên Mạc. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, nhưng các đối tượng trên đã bỏ lại một xe máy quay tháo biển kiểm soát 29L5486.35 dấu bên trong cốp xe và năm dao phóng lợn gắn tuyếp sắt dài 2,2m ngay trên đường rồi phóng xe tẩu thoát. Đến ngày 15 tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Qua điều tra cho thấy, nguyên nhân do các đối tượng hẹn đánh nhau tại khu vực cột cờ sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Để giải quyết mâu thuẫn, Nguyễn Thế Khánh đã chỉ đạo cả nhóm mang dao phóng lợn có gắn tuyết sắt phóng xe diễu phố để thị uy.